Tài xế đâu? Bước xuống xe mau. À, thì sẽ là giám bột. Nhưng sao em lại chở xe quá tải vậy hả? Dạ, em... Có chuyện gì mà chặn xe của Dr. Khỏe vậy Dân Trang? Ủa, có cả Dr. Khỏe nữa sao? Ta và giám bột mới từ nhà của gà trống về. Nhưng mà tại sao Dr. Khỏe lại cho giám bột chở đầy một xe sỏi thế kia? Làm lúng đường, rồi cây cối trong vườn rung rinh luôn hà. Đó là sỏi em lấy ra từ thận của anh gà trống đó. Dr. Khỏe thấy nhiều nên mang về nhà lót đường luôn ấy mà. Cái gì? Em nói quá hà. Làm gì mà trong thận của gà trống có bao nhiêu đó sỏi được? Dâm bột chọc Dân Trang. Thôi, nhưng thật ra là ta và dâm bột đi qua để giúp cho gà trống, vì gà trống bị sỏi thận. Xong trên đường về, chở sỏi về nhà luôn đó mà. À đúng rồi, dâm bột tốt cho người bị sỏi thận mà. Hôm bữa trước chúng ta đang bàn dở dang về chuyện này. Bởi vậy á, em mới qua giúp anh gà trống nè. Anh nuốt sỏi đi nghiền thức ăn trong dạ dày. Nuốt làm sao mà nó chảy tót xuống thận luôn à. Nè, chị giận em thiệt á. Em đừng có khi dễ chị vậy chứ. Làm như chị không biết á. Làm sao mà sỏi từ dạ dày xuống tới thận được chứ. Ủa, vậy không phải thế hả? Nó bừa quá hả? Sỏi hình thành ở thận hay bàng quang là do sự lắng động những chất có thể hòa tan trong nước tiểu. Nhưng vì nguyên nhân nào đó, nó kết tinh lại với nhau đó dâm bụt à. Ý, nhưng mà chị vẫn còn thắc mắc. Đối với những người bị sỏi thận hay mình còn gọi là sạn thận, thì dâm bụt sẽ làm cách nào để tống sỏi ra ngoài? Trong hoa của em có những thành phần giúp cho sỏi tan ra và theo nước tiểu thoát ra ngoài đó. Để Dr. Khỏe nói cho Dân Trang và mọi người biết về cách áp dụng nha. Đây là bài thuốc dân gian nên chúng ta áp dụng cần phải hỏi ý kiến của thầy thuốc trước khi sử dụng nha. À, đúng rồi đó. Khi mà chúng ta sử dụng những bài thuốc dân gian, chúng ta phải hỏi ý kiến bác sĩ hoặc là tham khảo ý kiến của các thầy thuốc đông y mới được. À, trước khi dùng, chúng ta cần siêu âm để xem kích thước của sỏi ra sao. Sau khi dùng bài thuốc này khoảng 2 tuần, chúng ta nên siêu âm lại xem kích thước của sỏi có giảm không, có hết chưa. Nếu có kết quả tốt thì tiếp tục dùng nữa, còn không thì nên chọn một giải pháp khác. Điều đó thì Vân Trang với lại mọi người hiểu rồi. Vân Trang với mọi người cần là Dr. Khỏe chia sẻ về bài thuốc đi. À, với ai bị sỏi thận thì có thể dùng cách sau. Mỗi ngày hái 9 hoa dâm bụt, bỏ cuốn, cho vào chén ăn cơm, đổ đầy nước vào chén, cho thêm một chút đường phèn, rồi đem chưng cách thủy. Thấy nước sôi chừng 1 phút là lấy ra, để nguội, ăn và uống hết chén đó nha. Để giúp tan sỏi và tống sỏi ra ngoài tốt, thì trong thời gian dùng thuốc, mọi người cần phải uống đủ 2,5 lít nước mỗi ngày nha. Vân Trang nghĩ là những thông tin chia sẻ của Dr. Khỏe cũng như là dâm bụt vừa rồi rất là hữu ích để chúng ta có thể cải thiện được tình trạng sỏi thận. Vậy thì bây giờ mọi chuyện đã giải quyết xong. Chị Vân Trang tránh đường để em và Dr. Khỏe chở xe này về nhà được chưa? Đâu có được. Em với Dr. Khỏe đâu có được chạy. Ủa sao vậy? Có chuyện gì nữa không Vân Trang? Xe chở quá tải, làm lún đường, hư đường, ảnh hưởng tới cả khu vườn. Do đó chúng ta nên tịch thu xe, tịch thu luôn tài sản trên xe. Hả? Người nhà mà, có cần phải mạnh tay vậy không? Quân pháp bất dị thân. Tiêu hồn.